có cho đôi anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen như khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày đắng đôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Một đêm. Galaxy Watch 5 Series mới, hiểu mình tối đa, linh hoạt bứt phá. Ngày xưa có một vị vua tài giỏi, mưu trí. Sau khi thống nhất đất nước, xây dựng một thiên hạ thái bình. Đây là nơi núi non trùng điệp, núi trong sông, sông trong núi. Nơi đây non sông tráng lệ, phong thủy hài hòa, xứng đáng chọn để dựng đô đường. Thanh kiếm thần là báu vật ngàn đời, giúp vua trị vì thiên hạ, trấn giữ biên cương. Nhưng sau khi thanh kiếm bị đánh mất, thì mọi vật đã mất đi cân bằng. Chính vì thế, nhà vua đã tuyển chọn ra anh hùng hào kiệt để giúp người tìm lại thanh kiếm. Rất nhiều anh hùng hào kiệt đã tham gia để tìm lại báu vật cho đất nước. Tại sao lại đến trễ như vậy? Ta đã chờ 3 canh giờ. Người lái đò kẹt xô nên trễ ta tới trễ. Đừng có cười nữa. Một lý do thật là xàm xí. Nhưng đây thì được biết nhà mọi người là một trong những nhà thơ lỗi lạc. Đối thơ cái chứ hả? Ta nào dám múa rìu qua mắt thợ. Xin mời. Phong cảnh ở đây thì ta sẽ tặng cho huynh đài một câu thơ. Quần sơn tụng lưng giáp. Xin hỏi huynh đài có nghĩa là gì? Ý nghĩa của nó là rắn núi cao tựa vảy rồng. Như vậy thì ta xin đổi lại. Mời huynh. Nhất hát tự dân yên. Nhất hát tự dân yên. Hóc hát gì ở đây vậy? Tào lão. Nhất hát tự dân yên có nghĩa là mây tụ trên đỉnh núi. Hảo thơ. Quả là không dám múa rìu của mắt thợ. Có thể cho ta nghe một đoạn nhạc nào đó được không? Hụt hơi. Hey, cái gì? Thích cách hả? Cái gì? Làm ta giật mình. Có người gửi một phong thư. Không biết là gì đây. Mời huynh đài đọc lên xem nào. Ui. Chữ thật là xấu xí quá đi.
gửi các tráng sĩ gần xa, nhà vua đang tuyển chọn nhân tài giúp người tìm ra thanh kiếm thần đã bị đánh mất. Ai tìm được thanh kiếm sẽ được trọng thưởng. Xin mời các tráng sĩ tập hợp tại Thủy Đình để tham gia vào một cuộc tìm kiếm ký tên nhà vua. Wow, ký tên nhà vua đúng luôn vậy. Cơ à. Thật là lạ lùng. Lạ là Thủy Đình. Phải đi đường thủy tiếp. Giờ chắc 12 tiếng. Không cứ đi thuyền, đi xuồng gì hết. Ta có cách. Mời huynh. Xin mời. Hi hi hi. Đi thôi. Huynh đài thấy chưa? Ta đã nói huynh đài rồi. Ôi, lần đầu ta đi xuyên không như thế này. À da, xây tàu xe quá. Ủa, huynh đài. Ủa, ở những nơi đẹp như thế này mình bớt xàm xí lại được không ạ? Vậy hả? Ta quên cứu cách công tử của ta. À huynh đài à, cảm ơn đã cho đi nhờ đó hả? Không có gì đâu. Ta chỉ sợ là những sĩ tử kia chắc là đi xe ngựa xe bò nên tới trễ thôi. Làm gì có những sĩ tử khác ngoài ta và huynh. Chẳng lẽ ta đã triệt hết rồi. Chẳng lẽ hai chúng ta lại đấu với nhau nữa à? Đau quá huynh đài ơi. Ta biết rồi, có phải là bị đứt dây chằng không hả? Đúng vậy. Cứ hay bày ra trò này. Kia. Trời. Huynh đài hãy nhìn xa xa. Hình như là hai khách. Không. Ta chẳng cho người chết. Chưa thấy gì hết. Ta đã thấy. Đấu với ta đi. Sao trên sông nước mà ngươi đi bộ vậy? Ta đi đò tới đây. Ngươi bị ảo tưởng hả? 300 năm nay rồi ngươi vẫn ảo tưởng à? Ngươi đang đứng trên núi đó. Mấy trăm năm rồi ngươi vẫn ảo tưởng như vậy sao? Một vòng nữa đi. Một vòng nữa đi. Một vòng nữa nha. Chóng mặt quá. 300 năm tuổi rồi ta hơi bị mệt. Dạ. Ngươi quên bài. 300 năm rồi ngươi quên bài hoài à, rồi sao đi đánh giặc được? 300 năm chứ phải là 3 phút đâu mà ngươi chấp ta. 300 năm là lâu lắm rồi. Nhưng mà cái bài này mình đánh 300 năm rồi. Sao ta? À, ta nhớ rồi. Trên, trên, dưới, dưới. Ta chưa kịp cung kiếm nữa là ngươi quánh rồi. Dạ. Dạ. Cha cha cha. Ta nhớ bài rồi. À, nhưng mà tao có một chiêu thức mới. Chiêu gì? Tuyệt chiêu mới hồng bao. Người là chúng ám khí của ta sợ chưa? Ta chúng cái đuôi kia chứ chúng cái ám khí rồi nào. Ủa? Thằng này chơi dơ quá. 300 năm rồi. Rồi sao bây giờ mới ra chiêu này? Ta còn nhiều tuyệt chiêu. Ta còn nhiều tuyệt chiêu. Thông báo của nhà vua tới. Thông báo của nhà vua tới. Có chuyện gì? Hả? Dạ. Thích khách phương nào? Mấy huynh định đi đến bao giờ vậy? Dừng lại đi. Dừng lại đi, chống mặt quá. Nó tự để đi cỏ rồi. 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 Các người dùng kiếm này được bao lâu rồi? 300 năm rồi. 300 năm rồi thì có thể nào cầm lại cái kiếm được không?
À, rồi. Rồi, rút ra. Rút mạnh ra. Thật sự có giật chiếc hay không vậy? Rồi, tự cầm đi. Rồi, đút vô không cần nhìn. 2, 3. Trời ơi. Nè, nhìn ta đây. Nghe chưa? Lao, lao. Còn ngươi đã dùng kiếm này được bao lâu rồi? Cũng 300. 300 năm rồi hả? Quỷ hay người mà mời rút vậy? Ra. Thấy chưa? Các em. Tao rút quá nhanh. Bớt coi trên mạng lại. Bớt coi trên mạng lại. Ủa vậy? Tưởng chém trái cây. Tao mới cắt ruột thừa cho anh. Rút ra. Rồi. Rồi cầm đi. Rồi tiếp tục. Không phải nhét vô đây. Nhét vô đây nè. Nuốt kiếm. Quá là đơn giản. Rồi. Nuốt kiếm. Hê. Trước khi nuốt là phải hê cho người ta coi. Hê. Khoan. Ai quỷ sát tay đau cái chân. Hoàng, vô tri. Chúng ta đang tụ họp đây để thi thố võ công, sao có cái chợ xuất hiện? Đàn ông con trai đẹp quá trời, quá đàn ông con miệng dễ sợ. Còn cái miệng của ngươi đeo cái này là đúng rồi đó, cấm yểm cái miệng của ngươi. Cái miệng của ta đó, cái miệng mà miếng bằng tay tái bằng miệng. Trời ơi, cái miệng gì mà nó dày dữ vậy trời, cái miệng gì mà bao la đất trời mênh mông đất nước. Đàn ông con trai cái miệng gì mà quá là trời quá trời. Mà nghĩ sao mà cái miệng quá trời. Ta là đệ nhất mỹ môi, ta tu hàng ngàn năm trên núi mò tôm. Ta là cậu bé mồm to, miệng của ta có thể nuốt tất cả mọi thứ xung quanh ta, như rừng, núi, cọp, sư tử, hà mã, tê giác. Và ta có thể nuốt luôn quay phim. Ta vừa nuốt một anh quay phim rồi đó. Ta nghe nói ở trên núi ngày hôm nay có một tên tiểu tử, tuổi đời còn rất nhỏ nhưng cái mỏ quá trời. Ngày hôm nay ta đích thân xuống đây để nuốt tên tiểu tử đó. Tên tiểu tử đó đâu rồi? Hắn đâu rồi? Đâu rồi? Ta đây chính là siêu cấp đấu khẩu, vang danh khắp cái đồng bằng này. Thì hôm nay ta nghe nói là có một tên đối thủ xứng tầm, nhưng mà không phải tầm của ta. Hôm nay ta sẽ mắng cho hắn lên bờ, xuống ruộng, mất hết khẩu khí. Coi chừng cái miệng của nhà ngươi đó. Ê! Ê! Hả? Thì ra là nhà ngươi. À, tên tiểu tử thôi. Quá trời cái miệng. Đàn ông con trai mà cái miệng quá trời của đất à. Thì ra cũng là mỹ nam. Sao không sống đúng với cái nhan sắc của mình đi. Đàn ông con trai cái miệng quá trời, tay bằng miệng, miệng bằng tay. Má đẻ cái miệng ra trước hả? Trời đất ơi. Người ta nói hả, miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào. Cái miệng ngươi chúm chím, tôi cào cái miệng ngươi ra. Trời ơi, còn cái miệng nhà ngươi có thua gì đâu. Cái miệng nhà ngươi như cái máy đình vậy đó. Cái miệng gì mình nuốt hết người này, nuốt hết người kia, nuốt luôn quay phim. Miệng như cái hố đen vũ trụ. Mà giống như là chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành đúng không? Nhưng mà xui rồi, hôm nay ngươi gặp ta, ta cho ngươi nói cho ngươi mà không có thể đi được luôn, gọi là năm nạn đó. Quá trời, cái miệng quá trời nè nè, ta chửi một cái là đầu tét làm ba dao, tét làm bốn rốn, tét làm năm, cầm tét làm ngươi xuống đây, ngươi xuống đây, ngươi xuống đây ra nhá. Cái miệng trời ơi, gì mà quá trời đó, ta tức quá thiệt luôn đó, đó đó. Cái miệng của ngươi chỉ được cái là nói lớn thôi, cái miệng của ta là phun hoa nhãn ngọc. Đỡ xuống phụ cái được không? Đỡ xuống phụ cái coi. Đỡ xuống ra. Rồi xuống. Đó đó. Đó. Ừ. Đó. Rồi nghe nè, nói 2 lần 1 là 2 nè. Đó. Nói rồi nè, 2 lần 1 là 2, 2 lần 4 là 4, 6 lần 5, 2 lần 9, 10, 11, 2 lần 4 là 4, 5 lần 6 là 7, 8 là 10, 2 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 lần 6 là 7, 8 là 10. Đôi môi này chiến cơm với cá của giờ hung má hay đâu. Ê ê ê, quân tử nha, động môi chứ không có động thủ nha. Động môi nè. Ê ê, lộn nè, lộn, động khẩu chứ không có động thủ. Vậy đó hả? 2 lần 1 là 2 mà 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6, 2 lần 4 là 8 mà 2 lần 5 là 10, 2 lần 6 là 12, 2 lần 7 là 14, 2 lần 8 là 16, 2 lần 9 là 18, 3 lần 10 là 30, 4 lần 1 là 4, 4 lần 2 là 18, 4 lần 3 là 12, 4 lần 3 là 16, 4 lần 7 là 38, 4 lần 7 là 4 lần 8 là 12, 4 lần 4 là 4 lần 10. Nuốt nữa bây giờ đó. Nuốt không được. Mỏi miệng quá, mỏi miệng quá, mỏi miệng quá. Kinh ngư. Quá trời cái miệng à. Nghe kinh ngư. Cái gì? Nè, con cái thú kia. Người từ phương nào? Chào các ngươi, ta là đệ nhất mỹ môi. Mỹ môi? Mỹ môi. Có mỹ mũi luôn anh, sao mà mũi quá trời, mũi quá vậy?
phun má chết người người ta nghe chưa. Ê, trời ơi. Đấy. Ta bị hoảng sợ. Đấy. Chúng ta đã gặp trường phái khác. Đấy. Ta bị hoảng sợ. Đấy. Chúng ta đã gặp trường phái khác. Anh ác quá. Sao tự nhiên vậy? Làm nhỏ lại coi. Làm thử lại coi. Ta đây. Thức quá. Ta sẽ nuốt cái quạt của ngươi thôi. Nuốt cây kiếm ở đây nè. Nuốt cây kiếm của ngươi thôi. Cho ta hỏi tên tiểu tử kia. Ta chính là siêu cấp đấu khẩu. Nãy giờ chúng ta đã đấu với nhau từ tuốt tận phương Nam về tới phương Bắc. Ghê vậy? Đúng rồi. Ừ, trời cách ơi. Đây 4 tập ngươi rất là bình thường, sao giờ này ngươi xàm quá vậy? Thì đó nó bị lây đó. Đúng rồi, tại vì tất cả mọi người lây đó. Ai lây? Ai lây? 5 người còn lại. Ngươi có máu, ngươi đừng có sợ. Ừ. Chúng tôi khai sáng cho ngươi thôi. Tức là quân đài này đã chỉ quân đài này về cái vụ động khẩu. Đúng. Ví dụ bây giờ tên này động khẩu đó đi. Ví dụ. Vô. Cái tên gì mà yếu ớt vừa mới ra mà thấy nằm mấy một không. Thì đó chưa? Đậu khẩu của ngươi là như vậy đó. Ta chưa cần làm gì mà nói hài thôi là tao xỉu rồi đó. Khủng khiếp chưa? Quả là tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bây giờ các quân đại thân mến, hãy nhìn cảnh vật xung quanh. Wow. Chúng ta đang ở đây để làm gì? Không biết làm gì. Chúng ta tìm tiền tham kiến. Có, nhận được nhà vua. Đúng rồi, chiếu chỉ. Ký tên là nhà vua, không biết nhà vua phương nào. Mà chữ nhà vua rất xấu nha. Dạ. Nhưng mà ký tên là nhà vua đến đây để tham gia một cuộc thi. Wow. Hỏi tìm cái kiếm. Tìm cái kiếm. Đúng, có phải là cái kiếm ta nuốt vô bụng năm trước hay không? Bây giờ hả miệng ra để đốt tay cho ta kiềm coi. Trời quá. Thôi thì thời tiết đã lên cao. Đúng. Chúng ta phải tranh thủ đi thôi. Kẻo lại muộn về kinh thành. Đúng. Chào mừng các tráng sĩ. Ủa? Chào mừng các tráng sĩ đã quy tụ về Hoa Lư, Ninh Bình ngày hôm nay. Tất cả các anh hùng hào kiệt của hai ngày một đêm đã quy tụ về đây để thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Chuyến đi của chúng ta có chủ đề là Báu vật ngàn năm. Báu vật ngàn năm. Các tráng sĩ sẽ cùng nhau thực hiện một sứ mệnh để tìm lại gươm báu cho nhà vua. Trong ngày hôm nay, nếu các tráng sĩ tìm ra được thanh gươm báu sẽ nhận một phần thưởng rất lớn. Ngược lại, nếu như thất bại thì hậu quả sẽ khôn lường. Không sợ. Giới võ công này, với đôi môi này ta sợ gì chứ? Chết rồi, có mình ta là về âm nhạc thôi. Lo đây, quá. Để ta thổi cho. Bây giờ ta thành thổi sáo rồi. Đâu, thổi xem nào. Hay quá. Trời ơi, thật là du dương. Ta không nghe gì hết. Ta đang đi tới rừng trúc rồi. Thật là du dương. Ta không nghe gì hết. Ta đang đi tới rừng trúc rồi. Đúng là một điệu saxophone. Đúng là một điệu saxophone. Nhà ngươi mù nhạc à? Thổi sáo mà kêu saxophone. Tại thế này mà bú vậy. Để thổi vậy. Để động viên tinh thần các tráng sĩ trong hành trình ngày hôm nay, ngay bây giờ mời các tráng sĩ gặp lại một nhân vật cũ, đó là Phơ Cô Nương. Tụi nhỏ nó vẫn còn sống sao? Trời ơi, sẵn kiếm vô núi được không? Chứ ai tiêu diệt nó hả? Nghe Phơ cái sáu công liền. Nó không muốn chơi. Chúng ta sẽ thực hiện một thử thách nho nhỏ để xem Phơ Cô Nương chính thức đồng hành cùng với ai trong ngày hôm nay. Trời ơi. Nhưng mà chúng ta nhớ không, trong chúng ta có một người có quyền là từ chối đó. Đúng không? Anh đó. Rồi đúng rồi, anh. Anh chỉ định đó. Anh còn chỉ định được nữa. Wow. Thử thách của chúng ta có tên là chén trà mây. Trời ơi. Chúng ta có 6 chén trà. Như thường lệ, có một chén vị đặc biệt trong đó. Ai uống đúng chén trà đặc biệt sẽ đồng hành cùng Phơ Cô Nương. Dân trà. Ê, tôi nhìn thấy từ xa. Mọi người thấy vừa ban tổ chức kinh nghiệm không? Sao vậy? Đậy nắp đó, bỏ trong ly thủy tinh nữa. Thì ra các người đã update lên phiên bản mới à?
Thấy chưa, nãy giờ ông nội ai biết. Nguy hiểm nè. Tùy thuộc vào ăn ở thôi. Đừng bao giờ chọn ly số 4. Mời các tráng sĩ chọn trà. Thì đứa em của chúng ta sao ạ? Ưu tiên chọn trước. À, em Út hả? Cơ hội nó sẽ nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn mấy sư huynh đã nhường cho đệ để thử thách sư huynh đây. Ta sẽ chọn ly số 4. Hãy cầm đó, đừng dùng vội. Hảo huynh đệ, ta xin phép dùng khí công để kiểm tra trà. Khí công. Quá tuyệt vời. Sau khi khí công đã tràn đầy thì chọn ly cho mấy? Không biết, không biết. À, hãy chọn đi. Lãng quá. Ly cho hai chắc chắn có khí độc. Lỡ cầm rồi. Hai là nhị. Chính là đệ đây. Nhị là đi đó. Nhị là đi hả? Đúng vậy. Huynh đài được thừa. Đây. Wow. Wow. Không cao cường. Ta xin hỏi, sinh vào mùa xuân hạ thu hay đông? Vào mùa xuân à. Xuân hoa nở, chọn số 1. Vâng. Wow, nhanh vậy. Hoa nở là tét tè le hay là nở nụ nụ? Không, hoa nở là xuân về. À. Xuân về hoa nở. Ok. Cảm ơn Quỳnh đấy. Chọn đi. Ta quyết định xin môi. À. Văn lên đứng xuống hả? Hãy cho ta biết ly nào không. Hãy cho ta biết ly nào không. Nó theo người có mấy phút đầu chương trình thôi mà nó hư người hết trơn, ngươi thấy không? Nhưng mà nó úp hay nó mở hay sao phải nói để nó đưa. Rớt xuống. Rớt xuống. Cái gì vậy? Vô tụ nào phải không? Hãy cho ta biết ly nào không có độc. Hãy cho ta biết ly nào không có độc. Nó đó. Đây nè. Ngủ. Ngủ yên luôn nha. Chỉ còn lại hai chung trà. Chúng ta cách đây vài phút cũng đã thưởng trà rồi. Bây giờ mời để chọn trước. Ta sẽ chọn số 3. Còn ta còn lại rồi. Ta chỉ gọi là không được chọn mà thôi. Tất cả cùng nâng ly chứ hả? Uống hết nha. Nào chúng rồi, ta cạn chúng thôi. Ta cạn ly. Thôi sao quá đã. Quá đã, ly trà thơm. Ơi. Quá tuyệt vời. Mọi người thấy chưa? Có hai ly thôi mà lại chọn đi cái ly tào lao. Khủng khiếp không? Tôi hờn quá. Đừng bao giờ chọn ly số 4. Hai là nhị. Chính là đệ đây. Nhị là đi đó. Nhị là đi hả? Đúng vậy. Sư huynh. À, số 3. Số 3. Ba chìm bảy nổi. Ba né thu trầm. Chứ phải ba chìm à, bảy nổi à. Sao có thể một loại nước. Trời ơi, chị mới uống một vài giọt mà mặt đã trắng xóa. À không, kem chống nắng. Ở đây mình có thuốc giải hay không hả? Có, thuốc giải đâu? Phơ đâu, để thuốc giải lên nè con. Đây, giải đây. Đây. Thuốc giả của huynh đài đây. Ôi, phiên bản 4.0 có thêm cái áo choàng nữa. Nhìn thật là sợ hãi quá đi. Trời, người đã xui nay còn xui thêm. Thằng này biết rồi, chọt 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 có duyên nè. Ừ. Chứ không nói hả? Dài không có. Chứ không nói hả? Dài không có. Cuối cùng ta cũng đã lấy được hoàng thượng chứ. Nước ghê quá. Ghê không? Nước dấm mà dấm nuôi đó. Dấm nuôi. Các tráng sĩ xin mời hướng mắt về phía trước để gặp gỡ hai nữ khách mời đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay. Wow. Hai vị khách mời lận hả? Tôi hai vị khách mời lận. Có người nào đó là ông vua giết chữ 6 hồi nãy không? Chính hắn chứ không ai chả. Trời ơi. Không phải là hai người đó đâu. Phải đó. Wow. Đẹp quá. Wow. Ngửa tay quá. Giống Vi Du trong cái phim gì đó, phim mà anh hùng á. Đúng rồi. Anh chưa? Wow. Công gì cao cường vậy? À, vợ Rick Phan.
Hả? Phải không? Wow. Phải không? Đó, mình phải đó. Sao cái thân pháp của cái vị cô nương áo đỏ giống má Giang, Lê Giang của em quá vậy? Ôi, phải không? Hơi thấp nha, hơi lùng vậy. Hoàng Minh Chi. Trời ơi, có chừng nhăn kiếm. Trời ơi. Trời ơi. Vậy? Đánh gãy kiếm luôn kìa, cong kiếm luôn kìa. Con gái mà đánh gì dữ vậy? Đừng vậy. Đừng nhìn nhan sắc của ta mà tranh giành. Đừng mà. Hỏi sao nè hai cô nương. Đừng. Lãng cạn rồi. Trời ơi. Sao cần ta tiếp nhiều không? Mẹ em gãy sáo rồi. Lương nhiên mà quýnh dữ vậy. Áo đỏ nó bỏ chạy. Áo đỏ. Không bỏ chạy. Ê, đừng chạy. Không đừng bỏ chạy. Ê, đừng chạy. Không được đâu em. Trời ơi. Nhạc lên rít. Sinh vinh biệt cụ. Sáng ra đường cái quân đồ hả. Ủa, dậy đi, đánh dữ vậy. Quá muộn quá. Hai cô rồi, cấp. Rồi, mời diễn viên đi em ơi. Ủa. Kìa. Đồ thiệt ra. Trời ơi. Ủa, lừa hả? Có chừng dấp nha, dấp té đó, cẩn thận. Ai ta? Ai? Chị che nữa. Cao nha, cao nha. Không biết người mẫu nha. Này qua hậu nha. Che mặt lại. Trời đúng ơi, quá đúng trời. Ủa? Ủa? Ủa sao giống Phương quá vậy? Giống vợ anh vậy? Giống vợ anh quá anh ơi. Phải không? Ủa? Còn đâu còn ai nữa? Đúng rồi. Trời ơi! Vợ sợ thiệt à? Trời ơi! Vợ sợ thiệt à? Áo đỏ không biết. Anh em hợp lực. Ta là Thảo Khấu đây. Bây giờ cho ta lột đỏ luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Cho ta lột mặt ra. Thảo Khấu hả? Biết ai rồi? Ai? Không biết. Biết ai rồi? Không biết. Anh diễn vậy thôi à. Trời ơi. Ai vậy? Bé Thảo đúng không? Nào là nữ võ sĩ? Ai? Hả? Ai vậy? Cái giọng này. Ai kìa. Ớ ghê vậy. Thấy ghê quá bà ơi. Đừng kẻ tay đừng ớ. Trời ơi. Ai vậy? Ai? Cô gái vắt gạo năm xưa. Tôi. Trời ơi. Vợ tôi với bà Thúy Ngân. Quá trời. Dạ lộn rồi ạ. Cái gì em lại? Em là Thúy Kiều. Thúy Kiều, Thúy Kiều hả? Tại sao không vác gạo đi mà đi mua kiếm? Trời ơi, em sao không ở nhà chăm con? Đi đâu vậy? Trời, đừng, lúc này đừng. Con kiếm nó đã đâm á. Tụi em lộn ra chưa ạ? Lộn đi ạ. Mọi người biết mà. Nghỉ ngơi đi. Em chơi ba vòng rồi, cố lên. Thôi bỏ đi. Nhân ơi. Không thể thua. Đúng rồi.
Không còn lại một con người nữa rồi mọi người. Nãy giờ tụi em dùng mỹ nhân kế mà không ai trúng bẫy trơn vậy. Vậy đó hả? Mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế mà ra chém người ta dữ dội. Hồ đồ cơ chứ. Nổi. Còn khách mời không? Ủa nãy có hai người thôi hả? Có vợ em nữa, Quỳnh Quỳnh ơi. Em ra đi. Quỳnh Quỳnh. Nãy có vợ đó thành bốn khách mời kỳ lắm. Thưa quý vị. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi, ta xin khước từ cái kiếm đó, ta về quê đây. Không, người về chính là ta. Này, tại vì sao? Nếu nương tử không về đồ của ta thì giang hồ coi ta ra gì? Đúng. Còn nếu nương tử về đồ của ta thì làm sao nương tử ta thắng? Ta coi ta ra gì? Làm sao nương tử ta thắng được? Giang huynh à, tôi thấy là đợt này giang huynh lành ít dữ nhiều đó. Ta nghĩ là chúng ta nên xuyên không về lại thời điểm đó. Đi thôi. Đi, đứng lại. Sao ngươi chạy được ta chứ? À, mọi người, còn tụi em vô hình ạ. À, hôm nay là tụi em được chọn đội chứ, đúng không ạ? À? Không ạ, à, không. Đó, thôi, để ra đi. Vui thôi. Okay. Ủa đâu, hôm qua là em với Phương chia đội sẵn rồi. Nhưng tự ta đứng gần ta. Thôi đi, hôm nay... À, ê, trời ơi. Nhà. Ê, chết nha. Trời ơi. Hôm nay... Em có con rồi em. Có con rồi. Hôm qua em nhắc Phương mấy lần luôn á, nó quên nó là qua có chủ rồi đó. Dạ. Qua bên kia đi. Ủa khoan, hôm qua mày nói như thế nào? Mày tao gì vậy? Mũi hôm qua mũi nói lại. Tỉ tỉ à, hôm qua chị tỉ nói như thế nào? Đi à, quên anh chỉ nè. Mũi à, đi cua trai đừng có lê kiếm vậy, nghe sợ phải không? Cầm kiếm du mì lại. Không, cái này là em đi bảo vệ trai đẹp. Bỏ kiếm ra đúng rồi, đổi lại rồi. Nghe nẻ ra đi à. Anh hiểu rồi. Ở đây không có gạo để cô giác đâu. Nghe đồn là trời rất nắng nóng đó hả? Dạ đúng rồi ạ. À, anh có mệt không? Mệt ạ. À. Mệt lắm tiểu thư ơi. Em nghĩ là hôm nay... Thưa quý vị, nếu có phần nào nó không mắc cười, xin quý vị bỏ qua cho. Vô lại nè. Vô lại nè. Hôm qua em với Phương chia đội rồi. Là Phương về đội với anh Giang. Ơ. Chris Phan với lại anh Quy... Xảo ngon. Nhà ngươi xảo ngon. Hôm qua chẳng có được gì nữa. Cái tâm nguyện của cô nương muốn về ai? Hôm qua tâm nguyện của ta là... Không quen với giọng này lắm. Tâm nguyện à? Mình không quen nhau hôm nay. Hồi nãy nghe nói em mệt lắm phải không? Thiếu à, có biết kim loại này làm bằng gì không? Dạ, xin mời cô nương hãy về với lại nơi của mình ạ. Đúng vậy. Tự trọng đi cô nương à. Dạ, ngồi xuống đi ạ. Để mọi người ngồi xuống. Thầy này dễ quá. Đây, em mới vô đó nha. Có nhạc nền không? Nhạc nền nha. Gõ. 2, 3. Em xin được chào hai người. Về đi, về đi. Nhà thầy vô. Thầy làm chi? Dùng thầm. Hãy đi về đi nha. Có một cái sự dùng nhẹ đây không? Mau hãy đi về. Về đi, về đi. Về đi. Chúng tôi không cần. Hãy đi về đi. Bây giờ mình xin lại cái kiếm được không ạ? Thôi hãy xin lại cái kiếm đi ạ. Mau hãy đi về. Về đi, về đi. Về đi. Về đi. Về đi. Hãy mau về đi. Thôi nói chứ cho ta chạy. Nói đi rồi. Em nó giỡn thôi, tụi anh giỡn vui vậy thôi à. Chỗ này không giận đâu. Về đi. Mất cô đồng thừa trong sung dễ sợ. Tụi em rất vui khi hôm nay được đến không? Đây không? Thì dạ. Em là Nhã Phương rất vui khi mà được đến với đại gia đình của Hai Ngày Một Đêm. Yeah. Kinder Mocho mới. Đói đói rồi, mua chưa thôi. Ngày hôm nay, hai cô nương sẽ là đội trưởng của hai đội. Trời ơi. Một trò chơi ngẫu nhiên sẽ quyết định thành viên các đội. Dạ. Chúng ta có 6 cây cờ lau, 3 cây dài và 3 cây ngắn. Cờ lau ngắn là đội Nhã Phương. Cờ lau dài là đội Thủy Ngân. Bây giờ chúng ta chọn ngắn dài, như hồi nãy. Ừ. Tiếp tục. Đúng rồi. Mời tiểu đệ. Rồi, rút. Cái cây nào? Dài đi. Thiếu dài đi, Hiếu. Dài đi. Thiếu dài đi, Hiếu. Rồi, rút. Cái này nha. Nhẹ hơn. Ngắn rồi. Số chơi đã đi nha. Ta muốn về đội ngắn.
Cây dài đó, cây đặc, cây nâu này. Lật liền, lật lội kìa. Rồi, hai người chơi còn lót vậy? Ủa? Rồi đó. Dài. Cái này chơi dài. Tuấn ơi, mày. Nhắn nha. Trời ơi, anh Giang gì đợi của em. Dạ. Anh Giang, đội hình của tiểu bụi gồm có những nhân tài kiệt xuất. Rồi, xin giới thiệu. Giới thiệu dây chằng gối mới bỏ được thừa. Thừa công tử. Mới đẻ. Mới đẻ. Mới đẻ là sao? Mới đẻ là không biết không gì trên đời hết trơn á. Còn ta đời. Xin tự hào giới thiệu. Đây. Xích thú. Môi. Đệ nhất Mỹ Môi. Đệ nhất Mỹ Môi. Có cái đang nói từ sáng chiều không ăn không uống. Không ăn chứ, ăn chứ, ăn chứ. Đệ nhất gãy tay. Đệ nhất nói như vậy. Liệt ba trường. Còn đây, các bạn từng coi những chương trình của bên các nước có thể giác Lê Dương Vũ Lâm bình thường. Đưa diễn. Mời. Lướt đi. Ủa điên rồi hả? Sao được? Thử đi cho người ta thấy sức mạnh của đội anh. Được, em làm em đang bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa đốt sống. Ủa vậy là mình cũng cân nhau đó. Chúng ta có thể chọn tên là bại được không ạ? Không. Không thể được. Chúng ta hỏi ý được không ạ? Một cái tên gì đó nó xưa cũ. Đội chúng tôi là đoàn kết. Dù thua dù lết vẫn luôn đoàn kết. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì chúng ta sẵn sàng trả lời. Vì một thế giới hòa bình, vì một tương lai tươi sáng, chúng ta là đội hủy diệt quyết liệt chiến đấu. Trong suốt quá trình thực hiện thử thách, các đội phải tự bảo vệ các manh mối của mình bởi vì nó có thể bị đánh cắp. Đội nào tìm ra được địa điểm cuối cùng trước sẽ được thưởng. Đội thất bại sẽ chịu hình phạt rất khủng khiếp. Nhịn đói hả? Nhịn đói đó, đang đói đó. Riêng về phần nhịn đói, tôi tự tin vợ tôi không cần ăn 3 ngày cũng được. Đội bên kia mà cứ hay tăng bốc đội bên này quá. Người ta có thực lực kệ người ta đi. Đúng rồi, đúng không đội trưởng? Anh mê người ta hay sao, anh về bến đi. Chúc các đội thực hiện thành công thử thách của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây, một nơi mát mẻ, thoải mái, thời tiết se lạnh. Thì cũng mong các anh em chúng ta sẽ chiến đấu để cùng vượt qua thử thách của chương trình đưa ra. C. Chúng ta đã có mặt tại Ninh Bình với chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Ai kêu chạy vậy? Có ăn trộm, có thích khách, bắt lấy nó. Nắng nè. Trời ơi, nắng rồi riết. Có 7 bệnh nhân, không ai bình thường hết trơn. Kìa, chúng ta nhìn thấy xa xa chưa? Ông đồ. Wow. Xin chào ông thầy đồ ạ. Cứ mỗi năm qua đào nở lại thấy ông đồ già. Bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Wow. Ông đồ, ông đồ lại cũng bị mờ nữa ông đồ ơi. Có phải là tượng hay không? Sao không nói gì hết? Ổng cười kìa. Ý, ông đồ này có tập gym. Hãy đọc những nét chữ rồng bay phượng múa của ông đồ. Đây, này ta đọc mới được. Trời ơi, đồ sao xấu vậy? 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Wow. Thôi, chúng ta bắt đầu chương trình nào. Dạ. Cảm ơn ông. Phụ ta một bên. Cầm ở đây thôi. 2, 3, thả ra. Khoan Giang. Anh Giang đứng đọc thôi, để em ấy. 1, 2, 3. Thử thách. Sao khoái quỳ đó? Thử thách nét chữ nét người. Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên sẽ nhận miêu tả từ khóa bằng cách vẽ ra giấy. Yêu cầu không được nói, không được dùng số, chữ
để miêu tả chỉ được vẽ. Người diễn tả và người đoán sẽ bị ngăn cách bằng tấm màn che. Ô, xin lỗi không được. Bình tâm, bình tâm. Chưa. Sao anh đọc không hết nữa. Mũi chân quá trời. Ai biểu chọn á? Tấm màn che em chưa? Hai thành viên còn lại sẽ kiệu một người và đoán từ khóa. Trong vòng 3 phút, đội nào có nhiều đáp án chính xác sẽ nhận được gợi ý quan trọng. Các đội tự quyết định hình thức để xem đội nào chọn chơi trước hay chơi sau. Đọc lại lần nữa anh, em chưa nghe rõ lắm. Ok. Tạm biệt ông đồ. Tạm biệt ông đồ. Chúng tôi đi đây. Bye bye ông. Tạm biệt đồ huynh. Rảnh luyện chữ nữa đi. Làm gì có bye bye. Bye bye. Muốn. U là trời. Nắm tay nhau trên đường. Tung tăng với hai người ta. Đừng có tung tăng quá quỷ quỷ đó. Trời ơi. Ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chúng ta sẽ có hai cây bút, một cây to, một cây nhỏ. Bây giờ mình chơi một cái game nhỏ đi. Đúng rồi. Game gì anh? Game này là chúng ta vừa gọi là chọn lựa chơi trước chơi sau và chọn lựa cây bút luôn. Chơi đàn ông không? Đàn ông hả? Giật tóc mai, giật tóc mai. Hả? Anh ơi, cái đó là xỉu, gọi là bị liệm đi rồi mới giật tóc mai cái trò chơi. Đúng rồi. Đúng. Nếu tóc mai ở đây thì chúng tôi xin được cử ai? Hai tiểu thư ra đấu với nhau được không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ là hai tiểu thư bát dài nè. Không phải tóc mai này là tóc dài rồi. Tóc mai là phải cử anh Giang. Chúng tôi xin cử Lê Dương Bảo Lâm. Anh ơi, em bị rụng tóc mới còn mấy cọng thôi. Bên kia ai dám? Bên kia ai dám? Hiểu thứ hai à? Mình mà thắng là mình được chọn cái bút luôn. Ở đây không có tóc mai, cắt ngắn lắm rồi. Tôi kiến nghị Ngô Kiến Huy. Đây rồi. Sao lúc nào đau đớn? Hoặc là anh Tuấn cũng kêu tôi vậy. Không có tóc mai. Đừng có ác như vậy nha, mình thắng nha. Trời, cởi nón ra. Hai người vượt qua vượt lại, ai á trước thua. Trời ơi. Quá trời rồi. Quá trời. Khoan đã. Khoan đã, giúp ta một tán đầu. Gỡ xuống, gỡ đá đi. Gỡ quá trời gỡ vậy. Gỡ quá à. Khoan đi. Cho nó tính lợi giùm em đi. Trời ơi. Để làm tóc lại cho. Trời, cái đầu của tôi. Liên Minh Hồ đó sao. Lên. Quá đẹp rồi. Bây giờ quán sushi ai thắng thì giật trước. Được không? Sẽ giật từng lượt, người nào á trước thua. Vậy anh ơi, cho em hỏi là hết tóc cái bát là mình bắt đầu mình tiến dần lên trên hay sao? Không. Em quán sushi thắng thì giật một cái một kết thúc cuộc chơi luôn. Ok, là á đúng không? Á nha. Sushi. Sushi. Á. 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 Rồi. Chưa. Thử giọng thôi. Ok. Làm ơi. Rồi rồi. Già hồ sinh ra thứ bao nhiêu tập rồi. Không nói nhiều này, chơi em chơi hơn thua lắm. Để đi. Đúng rồi Long ơi. Đúng rồi Long ơi. Bất cái gì nắm cái đầu luôn rồi. Trời ơi, giật cái đầu chứ nắm tóc mai gì. Anh ơi, em làm anh một mà. Một tay à, một tay à. Cắn răng lâm cho anh. Miếm cái môi lợi. Giật một phát coi cái gì nhói 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 vậy. À, Thua rồi. Tại vì đã xảy ra một lần rồi. Đàn ông con trai hỏi chúng ta. Thật là chơi người ta mà. Rồi chúng ta sẽ chọn cái bóng đi. Đúng rồi. Rồi. Rồi Lâm quyết định làm muốn mình chơi trước hay là đợi người ta chơi trước? Đợi người ta chơi trước. Rồi. Hết rồi anh ơi. Rồi bây giờ hiểu được mà thôi. Hãy cẩn thận, đó là vợ của tôi. Đó là vợ của tôi. Không cần phải nhắc dữ vậy anh, ai cũng biết mà. Nếu đi sơn sợ vợ quá thì mời vợ về nha. Chơi mà cứ giữ vợ hoài. Xin hãy cẩn thận. Rồi, hiểu đỡ. Thấy không? Em ơi đừng đụng vô cái màn em ơi. Thấy không? Đúng rồi. Dạ. Ủa kiệu mà. Kiệu mà sao tự đứng lên lưng. Kiệu là vậy nè, Lam.
Mẫu đưa bệnh 2, 3. Này, nhìn này, thấy chưa? Thấy không? Kiểu, cũng phải có kiểu this, kiểu that chứ. Ừ. Đúng không? Ý là bây giờ thử coi, nghĩ là lên vai em là hợp lý nhất nè. Cố gắng đừng để tầm sao không có anh. Đúng rồi. Ổn định không Hiếu? Không, bình thường lắm. Nhẹ nhẹ lắm, nhẹ hiểu à. Nhẹ hiểu phải không? Sẵn sàng chưa Bảo ạ? Ủa sao rớt nằm rồi? 3 phút. Ủa sao rớt nằm rồi? Ủa anh bị rớt nằm. Thời gian 3 phút. Rồi. Thời gian 3 phút. Rớt nằm đâu? À. Một tay. Sao? Sao mình kẹp vô nách như vậy? Để đâu rồi? Ủa sao được? Quá. Anh phải gần vậy chứ ăn cho anh dễ vậy. Xong. Rồi. Cái dễ quá lòng. Hình như là vậy rồi. Vàng thông minh quá. Sao biết hay vậy? Trời, có biết đề không vậy? Nè. Cái gì? Người hả? Người. Người. Ây da. Anh vẽ ai cho anh vẽ? Anh vẽ vậy nè. Tấn ơi, có quyền qua nha Tấn nha, có quyền qua nha. Qua. Khó lắm. Qua. Khó quá. Khó, phải giỡn đâu. Khó dữ vậy trời. Nè, nhìn đi. Anh vẽ trừu tượng quá à Tuấn ơi. Tuấn ơi, mình không được nói chuyện với Tuấn. Đâu hả? Châu. Bò. Không. Châu ơi, tao bảo châu này. Con châu là đầu cơ nghiệp. Yeah. Quá giỏi. Đúng hả? Chưa chính xác, chưa tiếp đây, tiếp tục. Ủa? Chưa chính xác, tiếp tục. Qua, qua. Khác, qua, nét, nét. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Ừ. Cái bông hoa hả? Ừ. Cái lòi đó vậy? Cái gì vậy? Ừ. Cái gì mà lòi đó vậy? Trái vậy? Ngã bình bông. Ừ. Hoa treo đầu xuống, hoa treo đầu xuống. Trời ơi, không được diễn tả nha. Không được diễn tả nghe, vẽ thôi. Mỏi tay quá. Đỡ người được, đỡ người được. Đỡ người nha. Ừ, đỡ người xuống. Qua không? Qua. Qua. Rồi, đỡ người. Kỹ quá vậy. Kỹ quá, lỡ giờ luôn. Anh thi mỹ thuật hả? Ê, đẹp vậy. Con nai, con hư gì đó. Trời, cái bánh đèm á. Ê, Thu chạy đường dài. Yeah, hay quá. Trời hết giờ. Trời ơi. Tụi tôi vừa ngủ vừa chơi cũng thắng. Bớt đi. Khu đá. Không được, khiêm nhường. Khiêm nhường thôi. Trời ơi, tập thà những giây phút này dùng nè. Rồi, dễ đi. Rồi chưa? Rồi, đã chuẩn bị. Rồi, từ từ đi. Nửa tiếng nữa bắt đầu. Lao nhanh đi. Anh Long sắp xỉu rồi. Nè, rồi, coi đi. Nè, em lấy nè. Trời ơi, dễ nhanh vậy. Trời. Cá. Mày cái hình thoi á gì đó. Trời ơi, hình tam giác nè. Hình thoi, hình tam giác nha. Cá. Cá cầu bằng mũi cá ương. Con chạy cho mẹ trong đường con hư hả? Đúng chưa? Đúng là lên đó. Chưa. Cá. Bánh cá. Cua là tôm cá. Cá. Nhìn không? Em cá cho anh nè. Không biết nào luôn. Khó quá. Cái gì kìa. Giận cá chém hớt. Lê Vũ Lâm là thoái quá, đốt sống cổ nha. Em không có được qua nữa. Kẻ ngân. Nói đi. Đàn ông. Một con trai gì? Cái gì vậy? Ủa tên tao hàng kim hả? Còn người con gái giận đó. Bánh gì? Tiếp đi nào. Hình trái tim. Một túp liều canh, hai quả tim vàng. Đúng rồi. Tim gì vậy? Dạ. Còn trái tim rồi đến gì nữa?
trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em như giữa rừng cây. Ủa cái đó là gì vậy? Còn sao làm đồng một cái răng với trái tim đồng gì? Đổi ca anh Giang ơi, đau quá. Được không? Được không? Trái tim là cái gì? Trái tim mùa đông hả? Trái tim tim là tâm là tim. Trả lên đi ơi. Phụ đi Giang ơi, bội quá anh Giang ơi. Trời ơi. Ba trái tim. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Trái tim Phùng Nguyên, trái tim bị đau, trái tim bị tổn thương. Trời ơi, bài thi mà bị núi ngủ hình sơn đèo quá. Bắt đầu. Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Anh nhẹ cái gì đây? Cái môi, môi thổi đang lạnh. Qua, đúng rồi. Anh nhẹ cái đi ngang anh Giang ơi. Anh nhẹ cái trái táo. Trái táo là gì ta? Táo hả? Táo với lại cái hình dương miệng. Ba là cái nến vàng, mẹ cái bàn tay, cái bàn tay. Không được miêu tả nha. Thì ra anh nhẹ đó. Thì rụng bị bà mà để bà ngửi với bà không ăn. Phải anh Giang đó. Cái táo. Cháu táo tròn. Cháu táo tròn. Cái táo. Bàn tay. Rồi gì nữa? Táo. Cái gì? Quả con táo. Con chim hả? Quả táo con chim bay hả? Ăn chim bay. Rồi, hết giờ. Hết giờ. Cái gì vậy ta? Cái quýt dài của móng tay nhọn. Cứ nghĩ tới trái táo hoài. Với thử thách nét chữ nết người, đội chiến thắng là đội đoàn kết với tỷ số 2-1. Xin chúc mừng các bạn. Đội đoàn kết sẽ nhận được manh mối đầu tiên. Ủa mẹ, vậy là sao? Thì người ta thua, người ta mình thua thôi. Đừng cho bên kia thấy, mình phải lên coi chứ. Thực ra mấy manh mối này cũng chưa chắc mình được lợi gì đâu. Cái gì vậy? Ủa, manh mối gì kỳ vậy? Cho anh dưỡng sinh đi. Cái này là cái gì? Mình đi thế thì rơi đầu luôn rồi kìa. Cái kia mình thắng một xe rồi, cái kia ma thay ma. Đá bình qua nhau là vui thôi. Anh nói câu này là câu gì? Cái này là tâm thần. Lúc này cái miệng anh nói câu gì? Không có cái gì đó. Sao nổi tới đó? Xin mời các đội di chuyển qua địa điểm khác để thu thập thêm manh mối. Go. Galaxy Watch 5 Series mới. Hiểu mình tối đa, linh hoạt bứt phá. Em chưa nhìn mặt chữ danh Ninh Bình. Thôi, khẩu trang ra đi. Thôi. Anh em chua không? Chào bác Tiểu Phu. Gì vậy? Vào đường đúng củi. Trời, lâu lắm rồi mới gặp quan khách. Mời ngồi. Mời ngồi. Cho đồ ăn để Tiểu nhảy. Ok, dạ mời ngồi. Ok. Dạ mời ngồi. Ok, ok. Ủa đâu có đủ ghế đâu. Quán kỳ vậy, không bán ghế gì. Thôi thì đứng tạm giúp em đi. Ok. Rồi bây giờ quán mình có gì nè? Dạ, quán em có một món chữ danh Ninh Bình. Đấy chính là nem chua yên mạc. Wow. Đây. Wow. Trời. Ôi, đúng không em luôn. Wow, mở ra cái mùi thơm nó sọc lên mũi rồi. Wow. Quả là chữ danh. Mời mọi người ăn, anh lớn, mời anh. Nóng hay sao vậy? Nóng tháo ra đi. Cái gì? Để cho nó mát hơn. Trời ơi, tình tứ quá kìa. Trời ơi. Quá trời.
thì lát nữa thử thách của mình cũng nhẹ nhàng thôi nên mọi người ăn một chút lấy sức. Nhìn nhóc. Nhìn thì nó hơi lợt lạc anh ha, nhưng mà ăn cái vị nó rất là ngon. Đúng không? Rồi ăn uống rồi chơi gì cho đây là cái thử thách của mình. Anh ấy đọc thử thách. Bụi rồi này thầy khai giả vậy lắm. Ủa có hỏi bạn anh ghê lắm ơi. Ghê quá là mời. Làm ơi, làm ơi, biết đọc ơi. Ghê quá là mời. Làm ơi, biết đọc ơi. Đang ăn mà tiếng biết đọc thầy. Thiệt á. Cái về đọc thì làm sao mà. Cái nội dung thì vẫn vậy thôi. Nghe nè, ghê nè. Kính thưa quý vị, quan khách. Hay họ. Mình nó bị trì quá vậy. Thử thách giác bao đập tường. Hai đội sẽ chơi cùng lúc. Mỗi người sẽ giác vài. Ủa phải. Đọc đã giáp rồi mà đặt liếc nghe MC nè. Lại nè. Hai đội sẽ chơi cùng lúc. Mỗi người sẽ giác một cái bao và đứng ở vạch xuất phát cách người đếm 10 mét. Người đếm sẽ đứng quay lưng lại với các đội và có nhiệm vụ đếm số 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đừng ngân ngân giác bao. Ủa đâu không phải. Thử đi Ngân. Nghe của em thôi. Em hay chơi quá. Các người em năng nổ em nhiệt tình nè. Đi chỗ Ngân đây nhiệt tình ha. Ừ trời ơi. Sao mà nhẹ dữ vậy. Trời ơi 2, 3. Trời ơi Ngân hay quá. Trời ơi. Cái này là phải 2 tay 2 bao. Trời ơi. Trời ơi. Sau tiếng 3 người đếm quay lại. Ủa rồi. Nếu thấy ai đang bước hoặc nhúc nhích thì người đó bị loại. Đội nào giác bao rơm về chỗ người đếm chạm vào người đó. Rồi chạm. Và sẽ chạy ùa về mức ban đầu. Có nước à? Trời ơi. Người đếm quá. Nếu không bị người đếm bắt được sẽ thành công. Âm thử. Rồi mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. 1, 2, 3. Đừng. Ủa là sao? Đừng đi luôn. 1, 2, 3. Tôi vẫn nhảy múa bình thường, tại tôi đứng dưới cái mức mà. Đúng rồi, đứng dưới cái mức mà. Tôi đâu làm gì trên cái mức đâu. Mình chờ chừng nào ông xỉu rồi mình đi. 1, 2, 3. Mắt tiểu quá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. À Ngân đi bụi. Dạ, mời chị Ngân về lại vạch xuất phát ạ. Ôi, nhanh lắm hả? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ủa, tôi chưa kịp làm gì luôn á. 1, 2. Một, hai, ba. Lại gì mà làm? Dạ anh Lâm về lại vạch xuất phát ạ. Anh sợ, à, sao không dám, anh dám kỳ vậy? Mình đồng đội mà. Thôi nhưng mà em chơi anh Giang thì em mới chịu thôi. Ai vậy được. Đưa em ra chém đầu giờ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Bây giờ vậy nè, ai mà về trước á, quăng ông xuống hộ được không? Nè, ông muốn ông bây giờ nè, muốn ông bây giờ nè. 1, 2, 3. Ê sao vợ tôi giữ người ta? Ê tưởng, giờ anh phát hiện ra vợ anh hồi xưa là bán có bộ kim cho mấy xe đò á. À, về sẵn quần sẵn áo lên chơi luôn kìa. Ông chạy dữ lắm. 1, 2, 3. Trời ơi Phương ơi, em đồ quá vậy Phương. 1, 2, 3. Ủa anh em mà giống như dậm chân tại chỗ. 1, 2, 3. 2, 3. Mời Rít về. Đúng rồi, mời Rít về đi. Mời Rít về, tôi muốn rồi mời Rít về. Ai cũng dắt bao Rít về đi kìa. Rít rồi. Rít về đi, không cầm bao. Ủa? Đúng rồi, đúng rồi. Ba người quá. Ủa Rít đợi nào hả? Đợi anh á. Ủa? Đợi anh á. Ủa? Trời ơi. Giang ơi,
anh sao vậy? Ủa anh sao vậy? Anh sao nói đồng đội mình không vậy? Tôi nghĩ là đội bên kia đã cài địch vô. 1, 2, 3. Coi chừng ông tán đầu á nha Phương nha. Em qua mất rồi phải không? Đúng, đúng đúng Phương. Ông này võ sư đó Phương ơi, ông tán em cắm đầu đây em. Vậy được đúng không? Đúng Phương. Đúng mà Phương. 1, 2, 3. Trời ơi. Trời ơi. Tấn, mình phải chơi đàng hoàng chứ mình đâu ăn gian được. Bây giờ đổi vị trí cho anh Tuấn được không ạ? 1, 2, 3. Chưa tới 3 mà chưa đánh rồi. Chưa gì đó. Thấy rõ ràng mà. 1, 2, 3. Từ nha con nha. 1, 2, 3. Ngân, nhớ hồi xưa đi hái trợ mít chó được không? 1, 2, 3. Chạy. Chuyện gì đó? Chạy nhanh vô. Chạy nhanh vô. Một, hai, ba. Bút rồi ba. Chào kỳ vậy hả? Chào kỳ vậy hả? Cái con bé dân nữ này. 1, 2, 3. Chạy đi Chris ơi. 1, 2, 3. Chạy đi Chris ơi. 1, 2, 3. Bỏ lên Tuấn ơi, trời ơi. Anh Tuấn ơi. Anh canh anh Chris rồi mà, cứ chạy đi. Canh Chris rồi mà. 1, 2, 3. Canh Chris rồi mà. 1, 2, 3. Nhanh lên Chris ơi. Trời ơi. Mập con chạy nổi đâu. Có ba bé Daruma em bị tụt quần rồi. Bị tụt quần rồi. Rớt cái quần luôn rồi. Ghê quá à. Kể gì ơi. Anh đang bị về viêm ruột thừa nè. Có lên Giang ơi, có lên Lâm ơi. 1, 2, 3. Trời ơi, để gì mà có đài nữa. Cái gì vậy? Má đá đi chồng ơi. Quá là đàng hoàng chứ, đàng hoàng đi. 1, 2, 3. Tôi tháo tóc giả nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buổi sáng sao vậy ta? Buổi trưa sao quá ta? Gỡ đầu giả đi. 1, 2, 3. Anh Giang ơi, có kẻ địch. Giang ơi, có địch sau lưng. Dạ. Cứu mặt. Dạ. Bé lại. Cố lên anh Tuấn à. Anh Tuấn ơi, cố lên. Sao mọi người chuyện gì đấy? Khoan, đội kỳ quá. Dạ mà mấy người đã hoàn thành thử thách về đích để cho mấy người còn lại chơi. Tự trọng. Xin chị hãy tự trọng. Tiền vàng xíu cũng được. 1, 2, 3. À, bên anh nó tướng chạy gì anh Tuấn? Cái con bé này. 1, 2, 3. Đầu cổ gà coi gà coi gà. Giống con quỷ không? Đầu cổ gà coi gà coi gà. Giống con quỷ không? Giống con quỷ không? 1, 2, 3. Trời ơi. Tại sao không đi về? Anh sao vậy anh Lâm? Cái cảm ơn của anh là gì vậy anh Giang? Ai đến cản Tuấn mà cản không kịp. Sao mà cản kịp? Người ta đứng bên đây mà sao anh cản người ta được? Anh lo anh vẽ ba cái mục gùi đó thì anh hay lắm. Anh kêu đó trò. Anh kêu hả? Bắt Tuấn. Trời ơi anh Tuấn ơi. Hay quá anh ơi. Bắt tiểu mà anh phải chạy nhanh. Hay quá. Thương anh quá anh Tuấn ơi. Thử thách vác bao đập tường vừa rồi
chiến thắng đã thuộc về đội Hủy Diệt. Chúc mừng các bạn. Em nghĩ thua là do phong thủy. Anh đeo cái đó đó kìa. Cái ghê không? Ghê quá. Không, cái màu trắng đó. ghê đó. Vậy ghê quá. Ờ đó. Không sao, hồi nãy mình ăn rồi, giờ mình thua lại cho quê đi. Đúng rồi, phải có này có kia chứ. Đúng rồi. Thua đúng cái game mà chia đồ ăn thôi. Ừ. Ủa, mình còn game mình đều rồi, mình phải chơi một game nữa chứ đúng không ạ? Tí nữa thua cái game là đi ngủ nữa. Con em đi ngủ là ok hả? Xin mời đội trưởng của đội Hủy Diệt lên nhận để ý. Đội trưởng mà. Tội đồ là phải anh bán đội. Lúc nào anh lý cũng bên đội vợ mình hết. Đó, đúng rồi. Quá trời. Quá trời vẫn rồi. Vẫn lại đi con, sau này học hành bé giỏi. Phương hay gì. Nghiêm túc đi mấy đứa. Con anh đang coi chương trình này đó. Trời ơi, gì vậy? Lùi lại, lùi lại. Nắng quá, nắng quá. Lùi lại. Cái hình gì đó đó ba. Vậy? Gì vậy? Gì vậy? Lần đầu họ được cảm giác thắng họ lâu rồi. Hồi thảo lâu quá vậy ta. Xin mời các đội di chuyển qua địa điểm tiếp theo để thu thập thêm manh mối. Bây giờ chúng ta chơi lớn không? Chơi gì? Mình vừa qua bên đó, mình vừa giác mấy cái bao về luôn. Không nha, mình tỉnh táo lên nào anh ơi. Anh bị sáng nắng lên đi. Anh Giang hôm nay có vợ chơi sao kỳ vậy ta? Sao vậy? Cái dây nó bó cái não. Cái dây nó bó hai đội, đội không à. Có vợ chơi là muốn thể hiện rồi lòng vị tha, thương vợ nè, sức mạnh nè, cụi nữa. Thấy đã dẻ quá. Đó đi. Dạ, đi thôi. Đợi mình đợi gì? Đoàn kết. Hai ba, vô. Trai còn đánh đi. Mình lên xin yêu con khẩu hiệu ơi. Bỏ quá gì? Nội bộ lùng đục hết rồi. Hai ba. Đợi em lên đoàn kết. Vừa mệt vừa lớn. Dẫn luôn đoàn kết. Thôi đi à. Đi đi. Bye bye. Bye bye. Bye mọi người. Mệt luôn. Cảm ơn huynh đài đã cứu tôi. Không có gì đâu. Quá trời quá đất. Đây là vòng tròn cạm bẫy. Wow. Ui trời cha. Cái này giống tôn ngộ không rồi đó. Wow. Bỏ vô là yêu quái không xuất hiện đó. À vô cái vòng này là yêu quái đứng ngoài không vô được phải không? Đây. Ê, giống năm thầy trò nè, hai con yêu quái xin ra đi nè. Cái này cửa phòng nó quẹt á, nó quẹt rồi vô. Anh là con như con ngựa hả? Anh là con như con ngựa hả? Ủa đợi tôi đâu? Đây à. Tôi đây. Ủa đợi tôi đâu? Đây đây à. Tôi đây. Tôi quên. Đam mê bên mình quá à. Sao cứ bu bu vui vợ hoài vậy? Chào mừng các bạn đến với làng Việt cổ Cố Viên Lầu. Trước khi dùng bữa trưa, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Đội thắng sẽ được nhận thêm một manh mối, đồng thời sẽ có một bữa trưa với rất nhiều đặc sản. Cho tụi em ăn đi. Đúng rồi. Sáng giờ rồi, game vui rồi, bây giờ chơi nhẹ nhàng thôi. Rất là nhẹ nhàng. Ụp xô đá gà, ụp xô đá gà, ụp xô đá gà. Trời ơi xỉu. Ụp cái xô lên đầu cho nó đá gà. Bây giờ cái xô nó thường lắm, xin ban tổ chức cho cái lưu được không? Nó có suy nghĩ không rồi vợ anh sao? Xô 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 xô. Chán ghê luôn á. Luật chơi ụp xô đá gà như sau. Mỗi đội sẽ cử một thành viên ra đấu với thành viên của đội bên kia. Tôi có quyền được quyền thách đấu không ạ? Quyền thách đấu không ạ? Anh Giang me lắm rồi. Từ sáng giờ anh me lắm rồi. Em thấy cái sự uất hận anh trong anh. Đồ này kia. Anh muốn đá ai? Kiều Minh Tấn. Kiều Minh Tấn. Không được. Ủa? Cái gì? Đội tụi tôi được quyền từ chối. Ủa? Wow. Đội trưởng. Chẳng hay chị muốn dám đá cãi ai? Không? Dám cãi không? Im đi. Sao cãi được?
Thách đấu lại sao? Thách đấu lại. Ừ. Trường Giang, Trường Giang. Là chị đá Trường Giang hay sao? Đúng rồi. Nữ với nữ quá bình thường. Đúng rồi. Các huynh đệ, các huynh đệ muốn nhìn thấy một gia đình tan vỡ sao? Muốn hả? Muốn à? Muốn à? Chúng tôi cũng muốn coi tan như thế nào. Tan vỡ hay không là ở người đàn ông. Đúng. Nếu đá mạnh nhận lời không, gia đình sẽ tan vỡ. Còn nếu mà đá nhẹ, anh sẽ có lỗi với khán giả. Không, đồng đội sẽ kinh khi. Đúng. Anh nghĩ đi, anh sống cả đời với ai? Cả đời với ai? À, ghê. Anh nghĩ đi, nghề của anh là ai thương yêu anh? Đúng vậy. Rồi con tôi nó coi TV thì làm sao? Yeah. Đúng. Anh nói cái gì đây? Xin từ biệt. Xin từ biệt. Mở miệng ra nói chuyện với vợ đi. Kỳ tiện anh đấu với em kỳ lắm. Không có gì là kỳ hết. Ừ. Trong trận chiến này, nếu tôi thắng, người đời sẽ nói trời thắng vợ hay ho gì. Ừ. Nếu tôi thua, trời nhục nhã thua vợ. Đường nào cũng thua. Sao trời luôn? Trời luôn. Hay quá. Đại nghĩa diệt thân. Yeah. 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 Ủa sao chặt đứa em gái vậy? Vậy thì em gái của tôi sao? Ai thách đấu với chị em? Chị muốn đá ai? Sao xỉn vậy? Sao xỉn em vậy? Ai thách đấu với em à? Sao xỉn vậy? Em muốn được chọn một người mà đã gây thù chú quán với em từ trước đến giờ. Ai? Ai vậy? Gây rất nhiều nỗi đau thương cho em. Vậy là anh Tuấn chứ ai nữa? Ủa? Gì vậy? Điếu đi. Anh Tuấn làm cái gì vậy anh Tuấn? Không. Mời bạn Ngô Kiến Huy à. Nếu như cô nương đã có lòng như vậy rồi thì cuộc chiến này ta chấp cô nương. Quá hay. Trời ơi. Mày nhỏ nha. Tôi và Kiều Minh Tuấn. Tôi và Kiều Minh Tuấn. Em đang đi đúng hướng. Tại sao vậy anh? Ngày hôm qua thì tôi gặp Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn nói là em mới mổ ruột thừa nên giảm 2kg. Sắp tới chắc em tính giảm thêm 2kg nữa. Cho nó sắp mổ cái gì đi. Má em nói là tí tí tí. Đụng ai đụng, đừng đụng Kiều Minh Tuấn, nó mới mổ đó. Mất công ăn quả. Mất công ăn quả. Nhưng mà em sẽ không nghe lời má. Em sẽ đá anh. Con mất hiếu. Mất hiếu. Trời ơi. Chứ gì nữa. Rồi. Sao anh dám cãi lời mẹ anh? Cãi luôn. Anh sẽ chấp nhận lời đấu của tôi không? Tôi đang bị ruột thừa. Đúng rồi, làm gì? Cho nên tôi không có chấp nhận lời thách đấu này. Tôi thách đấu một người anh em mặc áo áo hấp nhiệt với tôi. Đó là Rick Fan. Được, tôi cũng chấn thương. Tôi sẽ đá anh lòi cái ruột già ra luôn. Trời ơi, quá rồi. Thôi vậy thì anh Lâm ơi. Rồi. Em sẽ trả mối thù sáng nay. Sáng gì? Mà sáng nay em cãi không có lại cái miệng của anh, cái miệng anh ghê quá. À. Vậy thì bây giờ đèn cái mỏ. Đúng rồi. Vỗ vô. Vỗ vô mà. Bắp bắp bắp. Bắp bắp bắp. Yeah. Biết là thêm hừ hiu. Hừ. Hừ hiu. Hừ. Đâu người ta nói gần gần đèn thì sáng, còn gần gần mực thì đen. Gần mực thì đen. Gần mực thì thâm. Gần mực thì thâm luôn. Cái gì vậy? Không có gì đâu. Trong trò chơi này, nếu đội nào chạm chân xuống đất và ra khỏi vòng tròn sẽ bị loại. Nếu xô rớt thì bắt đầu đấu lại. Em rách quần rồi, đạo diễn ơi, cho em thay quần. Em bị rách quần rồi. Em bị rách quần rồi, cho em thay quần đi đây vậy. Không, không cho thay. Đá sao đá? Đá mà vậy sao đá? Có cái quần không này? Lát một tay đá, một tay bầm. Được không? Chết rồi. Có, kêu mẹ em lấy em cái quần cục là ok, để em mặc vô trong rồi được rồi. Thải quần vào. Phương. Hey, hey, hey. Trời ơi. Vợ tôi đây xàm quá vậy. Bí rồi nữa. Chuyện này lành ít dữ nhiều. Hả? Hãy bảo trọng. Đá thì đá, chưa có ruột lại. Ủa sao vậy? Ghê. Là đi hết luôn hả? Còn cái ruột hả? Xin mời. Ok không? Anh bên kia rồi. Anh cài cấm rồi. Anh quên mất. Anh hay tạo biến hại, anh có hại đội mình quá ha. Xuống, xuống. Tiến lên, tiến lên. Anh Giang ra, anh Giang. Tiến lên, tiến lên, tiến lên chứ rồi. Không sao, bình tĩnh là anh tốt. Không có được đụng tay vô cái đó, Tuấn. Không được đụng tay.
Bên trái, đúng rồi. Anh Tuấn quay qua phải chứ anh Tuấn ơi, anh Tuấn quay phải chứ anh Tuấn ơi. Đúng rồi. Chris Phan bỏ chân xuống đất là thua. Rồi bỏ thôi đi, Chris thua rồi. Rồi chạm nhau cái đi. Hey. Hey. Giới. Yeah. 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 Quá đơn giản. Sao vô dụng vậy? Đó rồi. Chơi cái gì vậy màu mè chứ vậy? Anh Lâm lấy lại khí thế đi Lâm. Thưa trọng tài. Yeah. Hãy để tôi ra trận này. Yeah. Để lấy lại danh dự. Còn không thì nhục nhã cả gia đình luôn. Dễ gì? Dễ gì? Nghề này của tôi. Xin hỏi công tử đấu dai. Tôi đấu với Hiếu Monday. Hiếu Monday. Đây là một công tử làng bên mà chuyên đi dụ dỗ gái làng mình. Đúng. Ngày hôm nay tôi thay trời hành đạo để tiêu diệt kẻ chuyên dụ gái nhà lành. Trời ơi, cái con cá chê này. Trời ơi, cái con cá chê này. Duyên dáng gì đâu á. Nóng quá. Vô. 3, 2, 1. Co chứ. Khoan. Khoan. Bớ tóc cao quá. Tháo đầu ra. Chụp đầu. Chụp đầu. Trời ơi, có điềm đó nha. Thi đấu mà gỡ đầu. Rồi. Rồi vô. Chết rồi, chết cái đùi đó. Bên phải nha. Vô, 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 vô. Làm tập tạ. Bên phải. Đúng rồi. Ai tán đầu tôi? Có người tán đầu tôi. Chính là công tử bên kia. Tại sao tán đầu ta? Đầu ta. Cái gì? Không có. Cái giai tưởng rồi đó. Công nghệ ba nè. Có ai nhìn tán đầu tôi vậy? Anh nhìn nè. À, tôi xin lỗi Hiếu. Đó. Được cái chương trình này, rớt cái show chơi lại. 2, 3, lên. Sao tao làm anh vàng quá, làm anh vàng quá, làm đụng hoài à. Làm ơi. Gà, làm thấy đường làm rồi. Làm anh vàng quá. Thảo luôn Hiếu, thảo luôn, ủi luôn. Thảo, ủi, ủi Hiếu. Ủi, ủi. Rớt, rớt đầu quay. Ủi, ủi. Rớt, rớt đầu quay. Tại sao tán đầu tôi? Tôi sai rồi. Giải nhiệt. Trời ơi. Giải nhiệt, bớt nóng lại. 2, 3, lên. Thẳng bên phải nha, bên phải. Đúng rồi. Đúng rồi, chạy vô. Đúng rồi. Tắt luôn. Có chừng quay lại. Tắt quay lại. Mất cái tay rồi, chạy sĩ ơi. Chạy máu rồi. Mọi người nói gì vậy? Sao vậy? Mọi người nói gì vậy? Sao vậy? Không nghe. Hả? Chết rồi. Tiếng này mua cho mấy cái điện thoại thính đi. Lấy độc. Thôi nha. Em chưa té mà. Không, em té trước rồi.
Ủa gì kỳ vậy anh, sao mà anh cứ mà bắt mình thua hoài vậy? Không thì em té trước thiệt. Sao anh cũng vô dụng vậy? Nhưng mà được giờ nhiều. Được hình thôi, vẫn chắc cũng không nhiều. Cho hai vợ chồng ra trước đi. Ủa vậy đâu đội tôi thắng rồi. Ở đâu ra? Đây, hai người. Hai người. Đây là dĩ nhiên là thắng rồi. À, đúng rồi. Nghỉ chơi, đi ăn thôi cả nhà. Bây giờ mình nhẹ nhàng thôi. Em muốn vậy mà okay. Vô. Trời ơi, hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Gia đình. Trời đất ơi. Anh Giang tất cả trông cậy vào anh, không thể nào thua được. Đúng rồi. Cố lên Phương ơi. Để coi coi thương vợ cỡ nào. Đếm 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 đi. 3 2 1. Khoan đã. Khoan đã. Gì nữa? Ba tí. Mỹ Nhân Kế hả? Sao Xuyến rồi? À, vợ tôi đâu? Ai trả lại vợ cho tôi đi. Thôi đừng nói nhiều nữa, tiếp chiêu đi. Và bây giờ là trận đấu của cặp vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương. Đúng rồi, rồi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Anh ơi, thôi anh ơi, đúng rồi, anh ơi, trời ơi, quá tôi làm việc tâm lý cái đó, chị ơi, cái này là đá gà chứ không có đạp gà tôi. Người ta duỗi vợ. Duỗi mà, em dọn cướp. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hay quá. Thì đừng trách wow. Biển xanh mặn, mùa hè sao lại nóng nực. Wow, nóng như thế này thì làm sao phải mặc? Ê, bậy rồi, bậy rồi. Ê, bậy rồi, bậy rồi. Lên. Rồi, chơi đi. 3, 2, 1. Trận đấu của hai vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Trời ơi. Hiểu thứ hai. Yeah. Ra đi em. Sao anh thù em hay gì vậy? Tôi thù cậu mấy tập trước rồi. Trời ơi, vậy mà bây giờ mới biết. Ở nhà là hay vậy nè. Ở nhà là vậy ha. Hai cái gì mình thua là chịu. Đúng rồi. Bạch công tử ơi. Hả? Vậy là thua cái gì ạ? Tôi không dám nói nữa. Nói chung là kinh vật lại.